Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để biến một tấm hình chụp thành một cái kiểu vẽ giống như là dùng phấn viết lên mạng như vậy. Để bắt đầu được cái bài này thì các bạn cần phải biết các cách để tách hình ra khỏi nền nha. Cái này thì các bạn có thể tham khảo lại cái bài hướng dẫn sử dụng Pen Tool hoặc là cái bài hướng dẫn sử dụng là xử lý ảnh sản phẩm thì trong đó mình có hướng dẫn cho các bạn một cái cách để tách ra khỏi nền bằng channel. Ví dụ như trong trường hợp này mình đang có là cái hình Bitsco đây là một cái tấm hình chụp thì uh, bằng cách sử dụng channel mình đã có thể tạo được một cái channel trắng đen như thế này và mình sử dụng nó để tạo thành vùng chọn. Cái này các bạn có thể thêm khảo lại video trước đó của mình. Sau khi đã có được một cái kênh alpha là chứa hai cái màu đen trắng như vậy thì các bạn sẽ giữ phím control và click vào trong cái layer thumbnail để tải vùng chọn của nó ra. Sau khi đã có vùng chọn thì các bạn quay về cái kênh RGB này và quay về cái bảng layer lại. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl G để copy cái vùng chọn đó lên một cái layer mới. Sau khi đã có cái layer mới của cái BTSCO rồi, chúng ta có thể off cái layer cũ này đi để mình nhìn cho nó dễ ha. Rồi bây giờ các bạn click phải chuột vào trong cái layer 1 này và chọn Convert to Smart Object. Cái bước này thì các bạn cũng có thể tham khảo lại cái video trước đó của mình là mình đã giải thích lý do tại sao mình nên xài Smart Object trong những cái trường hợp này. Sau khi đã cần vợt nó thành Smart Object rồi, các bạn sẽ vào trong menu Image, chọn Adjustment và chọn vào trong cái Shadow Highlight. Trong cái bảng Shadow Highlight này thì các bạn tăng cái thông số của Shadow lên 100% để cái hình của mình nó sáng hơn. Nó loại trừ những cái vùng tối ra. Sau khi đã Convert to Smart Object thì các bạn sẽ thấy là mình Add bất cứ một cái lệnh nào vào tự động nó sẽ nằm trong cái Smart Filter này Cái này là cái bước để cho mình cân chỉnh sau này cho nó dễ Tiếp theo đó thì các bạn sẽ vào trong Menu Filter nhưng mà trước đó thì các bạn phải Kiểm tra cái ô Foreground và Background của mình Thì để cái bước Filter này được đúng như cái kết quả mà mình mong muốn thì các bạn nên quay cái Màu Foreground và Background về trắng với đen như thế này nếu mà các bạn đang ở bất kỳ một cái màu nào mình lấy ví dụ các bạn đang ở bất kỳ một cái màu nào mà các bạn muốn đưa về trắng đen thì các bạn nhấn phím tắt là phím d nhấn phím d nó sẽ đưa về đen trắng như vậy rồi bây giờ trong cái bước này là mình cần là nghịch đảo nó lại thành trắng với đen thì lúc này mình sẽ nhấn thêm phím x để mình nghịch đảo hai cái màu này lại thành trắng đen rồi sau đó các bạn mới vào trong menu filter chọn vào filter gallery trong cái filter gallery này các bạn sẽ chọn vào trong cái folder là sketch ở đây rồi trong cái sketch các bạn sẽ chọn cái filter là photocopy. Với cái photocopy này, các bạn có thể zoom nhỏ lại để nhìn cho kỹ hơn. Thì đây là cái thanh detail để giúp cho mình lấy lại khoảng cỡ bao nhiêu cái chi tiết nhỏ ở trong hình của mình. Còn đây là cái độ sáng tối thôi. Các bạn có thể cân chỉnh cái thông số này tùy ý. Mình cần nó sáng cho nên mình kéo cái thanh này về bên phải cao cao nha hoặc có thể để 50 tối đa luôn cũng được để cho cái hình mình nó sáng. Theo mình thấy thì trong cái trường hợp này mình nên để cái detail là 2, còn darkness là 50 thì như vậy mình cảm thấy là vừa đủ cái chi tiết để mình hiển thị rồi. Nếu mà kéo lên nhiều quá nữa thì nó sẽ bị rối. Sau đó các bạn click ok. Lúc này thì chúng ta đã có được một cái hình với cái line như thế này. Thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ tạo một cái layer mới nằm bên dưới cái layer hiện tại này. Cái cách tạo layer mới thì các bạn có thể click vào trong cái icon new layer ở đây, nhưng mà mặc định nó sẽ tạo cho mình một cái layer nằm ở phía trên cái layer hiện hành. Thì muốn tạo một cái layer nằm bên dưới các bạn sẽ giữ thêm phím Ctrl và click vào trong cái icon tạo new layer Thì nó sẽ tạo thêm cho chúng ta một cái layer mới nằm ở bên dưới cái layer hiện hành Với cái layer này thì chúng ta sẽ tô cho nó màu đen Bởi vì ở đây cái màu foreground và background của mình đang là trắng với đen rồi Thì bây giờ mình muốn tô cái màu đen là màu background này vô trong cái layer 2 này Mình sẽ nhấn phím là Ctrl Delete Sau khi tạo một cái layer màu đen như vậy rồi Các bạn giữ phím Shift click chọn tiếp cái layer 1 này để mình chọn hai cái layer này. Rồi sau đó mình cũng click phải chuột chọn Convert to Smart Object một lần nữa. Cái này là nó sẽ gom hai cái layer đó lại thành một cái layer Smart Object thôi. Ở đây thì mình có cái hình final như thế này. Thì đây mình sẽ lấy lại cái background này ha. Mình xài cái background này để mình chèn vào một cái hình cho các bạn thấy từ đầu. Nếu mà các bạn không thích cái background này, các bạn vẫn có thể tìm những cái background khác. Ở đây mình cũng có một số cái background khác. Có lẽ là mình sẽ share lại cho các bạn background này texture này cũng được hai cái nào cũng được ha thì bây giờ nếu mà ví dụ như mình xài cái background khác đi thì bây giờ là với cái layer 1 mà mình cần vào to smart object này các bạn click phải chuột vào nó chọn duplicate layer thì trong cái bảng duplicate layer này chỗ cái document các bạn sẽ chọn cái file nào mà mình muốn đưa nó tới thì ví dụ như mình đưa nó tới cái texture 2 ở đây ok thì các bạn mở qua cái file texture 2 các bạn sẽ thấy là có cái hình của mình nằm ở đây hình nó hơi bị lớn ha thì các bạn sẽ nhấn Ctrl T. Cái hình của mình nó đang lớn như vậy này, các bạn nhấn Ctrl T mà nó không hiển thị hết. Cái khung bao của cái hình để mình kéo thì các bạn nhấn phím Ctrl số 0. Nó sẽ đưa về một cái trạng thái là hiển thị hết tất cả các khung bao của cái hình như vậy cho mình. Mình giữ Shift, mình kéo một góc vào. Enter rồi Ctrl số 0 lại thì nó sẽ fill cái hình của mình vừa đúng đủ cái màn hình luôn. Sau khi đã kéo được cái hình này qua rồi thì các bạn đổi cái blending mode cho nó là string Thì với cái string này nó sẽ ẩn những cái màu đen đi để nó chỉ hiện cái màu trắng không thôi Với cái bước này đến đây thì các bạn sẽ add cho nó một cái layer mask Với cái layer mask này các bạn có thể xài công cụ brush màu đen Để tô vào những cái phần nào mà các bạn không muốn nó hiển thị Kiểu như là mình lọc lại cái hình của mình làm sao cho nó đẹp á Thì cái này là tùy các bạn thôi nha, không bắt buộc các bạn có thể tô để che bớt những cái vùng nào mà mình không muốn hiển thị, ví dụ như vậy mình xóa bớt nó đi hay là sau đó nhìn cho nó sạch sẽ đại khái như vậy ha rồi sau khi mà các bạn đã xóa đi những cái chi tiết thừa rồi, những cái vùng mà mình không cần thiết rồi thì các bạn sẽ vẫn giữ nguyên chọn vào cái layer mask này các bạn vào trong menu filter, noise add noise trong cái bảng add noise này, mục đích của nó là tạo thêm cho chúng ta một số cái giống như là nhìn cho cái hình của mình nó bị uh, mất nét đi xíu ấy, chứ nó không có được mượt quá giống như là khi mình vẽ phấn thì nó hay có những cái bể bể đó thì ở đây các bạn có thể kéo cái amount lên để các bạn có thể nhìn thấy rõ được cái hiệu ứng của mình các bạn kéo thông số ở một cái mức nào mà mình cảm thấy vừa đủ thôi nha theo mình thấy thì có thể là khoảng cỡ 70 là được rồi các bạn nhớ là click chọn vào trong cái Gaussian này trước khi các bạn cân chỉnh mấy cái amount nha để cho chúng ta có được một cái hình nó không có được sắc nét như hồi nãy nữa các bạn có thể ẩn hiện cái review đi để coi sự khác biệt nè. Sau khi mà đã hợp ý của các bạn rồi thì các bạn click OK. Tiếp theo nữa thì mình muốn tăng cái viền của nó lên. Cái viền của nó ở đây nó hơi bị mảnh. Thì mình muốn tăng cái viền của nó lên nữa thì các bạn có thể là double click vào trong cái layer thumbnail của cái smart object này. Double click vào nó để nó mở cái bảng smart object cũ của mình ra. Thì bây giờ với cái layer 1 là cái layer mà không có cái background này này. Cái layer 1 này các bạn sẽ nhấn vào cái FX ở cuối, chọn là Stroke. Trong cái bảng Stroke này, các bạn sẽ chọn cái màu của nó là màu trắng. Position thì có thể chọn Inside hoặc là Center. Mình zoom lên cho các bạn thấy rõ. Cái viền này nè, thì bây giờ cái Size có thể chọn 1, 2 hay là bao nhiêu đó tùy ý các bạn ở đây. Tùy cái thông số của mình luôn, mình muốn dày thì mình kéo dày lên thôi, đây là cái Size. Rồi cái này á, nếu mà để bình thường như vậy các bạn sẽ thấy là cái viền nó đậm quá mình muốn cái viền nó cũng bể bể giống như cái hiệu ứng S-noise ở bên kia Thì lúc này các bạn sẽ đổi cái Blending Mode là Dissolve và cái Opacity các bạn sẽ phải giảm xuống Khi mà các bạn giảm Opacity xuống các bạn sẽ thấy là cái Dissolve này nó sẽ biến cái hình của mình những cái điểm mà mờ mờ của Opacity sẽ thành ra là những cái điểm ảnh chấm chấm như thế này Các bạn có thể để Opacity là 50% cũng được rồi mình cân chỉnh cái size lại sao cho hợp ý của mình thôi. Có thể để 15 ha. Rồi ok. Các bạn có thể ẩn hiện cái effect đi để mình so sánh cái đầu và cái cuối. Sau khi mà đã add cái stroke như vậy rồi, các bạn sẽ nhấn save nó lại. Ctrl S để save nó lại hoặc là vào file chọn save. Rồi sau đó các bạn đóng cái file này đi. Mình quay về cái file cũ này thì Mặc định khi mà các bạn save ở bên kia thì bên này nó cũng tự động nó update rồi. Nghĩa là nó đã có thêm cho chúng ta cái viền đậm đậm ở ngoài này rồi. Thì đây là cái cách rất là đơn giản để cho các bạn biến những cái hình chụp thành tranh vẽ. Nhưng mà quan trọng ở cái chỗ này là các bạn phải cắt được cái hình của mình ra khỏi nền để các bạn làm nha. Thì các bạn có thể sử dụng cái channel là cái dễ nhất để cho mình cắt. Còn những cái hình mà phức tạp hơn thì các bạn có thể vẽ bằng pen tool hoặc là sử dụng những cái công cụ khác. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể download một số cái phông chữ dành cho viết bạn, ví dụ như cái phông này mình đang xài ở đây. Mình lấy ví dụ ha. Mình gõ vào. Cái phông này thì không có tiếng Việt nha các bạn. Rồi ví dụ như bây giờ mình muốn chèn cái dấu tiếng Việt vào cho nó với một cái câu ngắn như thế này Thì các bạn sẽ sử dụng trên bàn phím của mình Có nghĩa là mình vẫn xài công cụ gõ chữ nha Mình click một cái và thay vì cái dấu chữ E là cái dấu đó Bây giờ mình sẽ xài cái dấu ngoặc vuông này Ok, mình cần Ctrl T, mình xoay ngang nó lại Mình đặt vô Nếu mà cảm thấy bự quá thì các bạn có thể giảm cái size của nó xuống còn dấu sắc thì chúng ta có thể sử dụng cái nút ở trên bàn phím là cái dấu phẩy hoặc là cái dấu mở ngoặc hay sao đó để mình có được một cái dấu sắc. Ở đây mình đang xài dấu phẩy nè. Còn dấu hỏi thì các bạn có thể sử dụng dấu chấm hỏi. Với cái dấu chấm hỏi này nó có cái dấu chấm tròn ở dưới thì cách của mình là một cái mẹo nhỏ thôi là mình lồng nó vô với cái chữ e luôn để mình che cái dấu chấm nó đi. Còn dấu nặng bên này thì sẽ là dấu chấm bình thường thôi. Gõ vào và mình sẽ ghép được dấu như vậy. Dấu huyền ha. Dấu huyền thì mình sẽ gõ bằng mấy cái cũng là những cái phím à, ở trên bàn phím thôi. Những cái ký tự đặc biệt đó. Ở đây thì mình có thể copy cái này xuống. Cũng có thể copy cái dấu hỏi này xuống đây. Chữ bạn này luôn. Sau khi đã ghép được những cái dấu như vậy thì chúng ta đã có được một cái chữ có dấu tiếng Việt đàng hoàng rồi. Thì trường hợp nếu mà các bạn muốn một cái phông nào đó mà nó không có dấu tiếng Việt các bạn có thể tự sử dụng nó bằng cách là ghép dấu như vậy nhưng mà với một điều kiện là cái chữ mình nó phải ngắn thôi chứ nếu mà nó dài quá nó sẽ không có thời gian để cho các bạn làm nhiều như vậy. Những cái phông chữ viết bảng này thì các bạn có thể vào trong dafont.com để mình tìm ha. Chứ mình không có cung cấp cho các bạn ở đây bởi vì phông chữ thì nhiều người mỗi người thích một ý cho nên mình không có thể nào mà mình cung cấp hết cho tất cả. Các bạn được với cái hình này thì tương tự mình cũng làm cái cây giống như vậy thôi các bạn cũng có thể kiếm cho mình được bất kỳ một cái hình nào miễn sao các bạn tách được nó ra khỏi nền và các bạn áp những cái lệnh và những cái công cụ mà hồi nãy mình sử dụng vào xin chào và hẹn gặp lại